Dạ, em chào anh Sở Khanh ạ. Giống thế. Dạ, cháu xin kính chào ban giám khảo cùng các bạn thí sinh ạ. Anh hãy trình bày lý lịch của anh. Kính thưa ban giám khảo, tên cháu là Bành Văn Diện, năm nay cháu 28 tuổi, cháu đến từ Phú Thọ. Tên là gì? Bành Văn Diện. Bành Văn Diện mà đến từ Phú Thọ. Dạ vâng ạ. Rồi. Thế Lý lịch có thế thôi à? Dạ. Bố cháu là Bành Văn Mạ. Mẹ cháu là Thoát Thị Hiểm. Ngày xưa bố mẹ cháu làm công nhân xây dựng. Sau đó nghỉ hưu. Và hiện nay thì đã khuất núi rồi. Khuất núi rồi đi đâu? Chết rồi. Chết rồi hả? Vâng. Thế thì cứ nói là chết. Vâng. Khuất núi với khuất non là cái gì? Dạ. Thế năng khiếu. Năng khiếu, có năng khiếu gì? Kính thưa ban giám khảo, năng khiếu của cháu là hát. Hát hả? Vâng. Tốt lắm. Vâng. Năng khiếu là hát là rất tốt. Vâng ạ. Bốc thang đi. Vâng. Anh chị hãy trình bày nhạc phẩm Chôm Chôm Lý Ăn Quả. Cái gì? Này. Làm văn trình bày của cháu xong rồi ạ. Anh trình bày cái gì? Chôm chôm cái gì? Cháu ăn quả. Chôm chôm lý qua phà. Chứ không phải là chôm chôm lý ăn quả. Dạ. Trình bày đi. Trình bày đi. Được, cứ nuốt đi đã. Cứ nuốt đi, không có là nghẹn đấy. Mà cháu hơi hộp. Anh đi xuống Tây Đô qua Bắc hôm nào, vui mùa kỳ chôm chôm duyên dáng em chào. Chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe nhiều xuyến sao. Thương con phà Mỹ Thuận làm sao. Ôi em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi, anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi. Chôm chôm ngọt mơ tình lứa đôi, câu em mời tươi hồng cánh môi, lên con phà Mỹ Thuận mà vui. Tuy bên ngoài e ấp mắc cơ, nhưng trong lòng như đã gắn bó. Chôm chôm mùa sau chín hay nhớ, anh cau trầu cho nàng làm dâu. Bao năm tháng bon chen nay ghé thăm em, sao không thấy chôm chôm em gái xưa quen. Anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tênh. Em qua phà theo chồng về Kinh. Hát tiếp đi. Dạ hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng. Đánh giá thế nào đấy? Dạ báo cáo sếp, thịt gà rất ngon, hoa quả tươi và đặc biệt là thạch natti rất thơm. Dạ, đánh giá chất giọng của nó. Thế báo cáo sếp, mải ăn quá em quên chưa ghi. À đây rồi, nhưng mà thôi. Thưa sếp, sếp cứ nhận xét như con trước là được. Thế hả? Dạ vâng ạ. Trường hợp của chị. Vâng. Xinh gái. Mông hơi nếp, dạ. Hát tốt, tôi đánh giá rất cao chất trọng của chị. Dạ. Tuy nhiên phần diễn xuất chưa tự tin, cố gắng lên, chị có tiềm năng đấy. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Yeah. Chưa hết đâu,
Bây giờ đến phần câu hỏi kiểm tra về IQ. Về bích quy ạ. IQ. À, dạ vâng ạ. Tôi hỏi cậu nhé. Vâng. Trên sân khấu rạp xiếc, vâng, có ba ông hài đang biểu diễn. Hỏi sân khấu có mấy người? Dạ, kính thưa thủ trưởng ban giám khảo ạ, em xin trả lời câu hỏi của em ạ. Trên sân khấu có ba ông hài đang biểu diễn, tức là đáp án của em là chỉ có ba người thôi ạ. Mà em xin hỏi thủ trưởng là thủ trưởng sưu tầm được cái câu hỏi này ở đâu mà sao sốt thế? Về khoản IQ của cậu thì hơi ngu, nhưng mà không sao, thật thà là rất tốt. Trên sân khấu chỉ có hai người. Sao lại có hai người ạ? Ba ông hài tức là hai ông bà, cậu hiểu chưa? Ừ nhỉ.